Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa một cái bo nồi cơm sáp nha các bạn nhé. Đâu cái nồi đâu chứ nhỉ? Đây là cái bo nồi cơm sáp. Đây chú lật cái nồi cơm sáp. Đây này các bạn này. Đấy. Nồi cơm sáp nhá. Thì trước khi sửa mình sẽ phân tích một chút nha các bạn nhé. Phân tích trước khi sửa. Con này của mình bây giờ đang là hiện tượng là bấm là không lên gì, tức là không mở được nguồn các bạn nhé. Thì như mình trước mình nói rồi, điều kiện để cho vi xử lý làm việc đúng không? Điều kiện để vi xử lý làm việc đó chính là, đây là vi xử lý của mình này. Tất cả các thiết bị Trung Quốc, Hàn Quốc thì điều kiện cho vi xử lý làm việc đó chính là điện áp 5V. Hả? Cho em một tí. Tiếp theo là điện áp reset. Reset. Đấy, và tiếp theo là thấy anh dao động phải tốt. Thấy anh dao động tốt nha các bạn nha. 5V reset thấy anh dao động tốt. Và đương nhiên là đối với một số con thì là phím bấm và giao tiếp IC mặt tốt nha. Thì đây là những cái thiết bị của Trung Quốc, Hàn Quốc là sẽ cần như thế này thì là bắt đầu vi xử lý mình mới cho hoạt động. Như đối với các thiết bị của Nhật, như sáp này là của Nhật nhé. Sáp này. Sáp này. Toshiba này. Sony này. Sanier này. Vân vân. Đây là những thiết bị của Nhật. Những thiết bị của Nhật ấy, thì ngoài những cái điều kiện này, nó phải thêm một cái điều kiện nữa để cho con vi xử lý làm việc, đó chính là ACDS. ACDS nha bạn nha. ACDS hoặc là OVB để nó báo cái điều kiện làm việc, điện áp đầu vào mình có ổn định hay không cho làm việc. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi phân tích cái bo này của mình nha. Đây là bo, đây chưa sửa gì nha các bạn nha. Chưa sửa một cái gì. Nếu mà các cái điều kiện mình vừa nói xong mà nó không bị hỏng thì được chỉ chết vi xử lý nha các bạn nha. Đây. Trước tiên thì để lần đường nguồn vào đúng không? Thì con này sử dụng nguồn biến áp này. Lần đường nguồn vào thì các bạn lần hai đường nguồn đường hai chân của con Diac này, Diac bảo vệ điện áp cao này. Đấy con ZNR nhá. Này một đường đi ra đây. Đi ra chân này các bạn này. Đây đi ra đây, đi qua cầu chì này. Đi vòng qua đây thì đây chính là một chân đường nguồn vào này. Tiếp theo này. Một đường nguồn nữa đây này, nó đi ra đây thì ra chỗ này thì đây chính là chân đường nguồn vào. Đấy. Anh cho em mượn cái dây hàn đi. Em hàn cho an toàn. Máy này xếp xong này sau nó quay. Đây nha. Bây giờ mình sẽ hàn cho chắc chắn. Hàn luôn vào hai chân biến áp này. Đây. Yeah. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm lần lượt này. Trước tiên là mình đo điện áp ra. Điện áp ra nha các bạn nhé. Xem có điện áp ra hay không. Mà mình cắm điện vào này. Mình cắm điện này. Bây giờ mình sẽ đo các điện áp ra nhé. Bây giờ nó lại chạy. Mình vừa có điện đâu này. Này đo đến 220V vào cắm rút điện nhà nha. Rút điện nhà nha, cắm lại phần nữa này. Đây. Thế này như thế này nó đang báo lỗi này. Tức là nó đang báo lỗi không có cảm biến. Nếu mà trường hợp mà máy của mình mà nếu máy của mình mà lỗi thì nó cũng không hiển thị gì đâu. Mình phải rút ra thì nó đang báo lỗi này. Đo vào chân đấy có 220 bảo gì đâu. Thế sao lại bảo con này mất nguồn? Vừa đo vào tận chân đấy 220V, em anh đo đúng hai cọc rồi mà nó còn có 220V. Đo nguồn ra có chưa? Lúc giờ có đo nguồn ra đâu. Chưa có điện vào thì nó có lỗi nhưng mà đo nguồn ra. Thôi rồi, thì đây là cái điều kiện để con vi xử lý làm việc nha các bạn nhé. Đấy, thì thôi bây giờ mình tạm thời dừng video ở đây. Cái con này coi như là không phải sửa. Bây giờ mình sẽ cắm vào để xem biểu hiện gì và mình chia sẻ các bạn sau nhé. Thì đây là cái điều kiện để con vi xử lý làm việc.
Thì đây, như đối với con này điều kiện vi xử lý riêng biệt là phải có nguồn 5V nuôi vi xử lý này. Cái nguồn 5V này của mình là chính là khu vực này này, nó hạ xuống 5V này. Cái mạch này mình đã phân tích cho bạn rồi đúng không? Nó hạ áp bằng một cân lâu. Mình đã phân tích một lần rồi này. Đấy, và để áp reset thì đây. Đây chính là mạch reset này. Tiếp theo đây là chính là thanh anh dao động này. Còn ACDS thì các bạn lần ở đây. Xuống đây. Đây chính là đường biến áp, sau biến áp đúng không? Sau biến áp này thì các bạn ở trên đường biến áp này. Đây ra đây. Thì một đường nó sẽ đi vào tụ lọc này. Một đường từ cái đường biến áp này nó sẽ đi ra đây, đi qua một con. Con này là con gì đây? Con diode này thấy chưa? D31 này. Con diode đỏ này. Đấy. Đi ra đây này, qua điện trở này. Sau qua một cái đường nhỏ nhỏ đây này. Đây này, đi vào cái con bóng này các bạn này. Thì đây chính là xung quanh CDS nha các bạn nhé. Đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây, đi vào đâu. Đi vào đây, đi vào đây này. Và B khuyết đại C đây cũng thế này. Đây, đây là xung quanh CDS nha các bạn nhé. Thì đây là những cái điều kiện để cho con vi xử lý làm việc. Như con này của mình thì vi xử lý làm việc rồi. Thì đây mình chỉ chia sẻ các bạn điều kiện để cho các con vi xử lý của con các cái thiết bị của Nhật. Nhật của châu Âu thì nó sẽ là như thế. Đấy.